thành phố Hồ Chí Minh Trương Huy Định, 23 tuổi lên kế hoạch hoàn hảo trộm tài sản của người Nhật ở khu phố Mỹ Hưng, nhưng chỉ sau vài ngày lại nhờ công an trả cho nạn nhân. Ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn, Trương Huy Định quê Tiền Giang, được cảnh sát đẩy vào phòng xử của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh một ngày cuối tháng 2. Những biến chứng sau nhiều lần phẫu thuật bệnh viêm tai đã khiến thính giác của Định giảm sút. Anh ta không phản ứng trước tiếng gọi của cha mẹ mình từ phía sau, khiến họ vừa khóc vừa chạy thật nhanh đến gần hỏi han, động viên con. Cha mẹ Định có mặt ở tòa từ rất sớm, sau nhiều giờ chở nhau bằng xe máy từ Tiền Giang lên Sài Gòn để kịp dự phiên xử con trai. Dáng gầy gò, gương mặt khắc khổ, người đàn ông lúng tuổi cho biết có hai người con, Định là Út. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng ông cũng cố gắng cho con học hết lớp 12. Chúng tôi nghèo nhưng ở quê ai cũng biết gia đình tôi sống đàng hoàng, nghiêm túc lắm. Chỉ vì Phúc suy nghĩ nông cạn nên em nó mới ra thế này, chứ nó không phải người xấu, ông nói. Chồng buồn rười, vợ ông bảo, lúc trước nó to cao lắm. Định học hết lớp 12, vợ chồng bà vay được 160 triệu đồng cho con đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Trước khi đi Định từng bị viêm tai chữa, điều trị nhưng chưa khỏi. Công việc làm sơn nước độc hại bên đó khiến bệnh của Định ngày càng nặng, làm được hơn một năm bà khuyên con về nước chữa trị. Lúc Định bước sang cuộc phẫu thuật lần thứ hai, nhà còn miếng đất, bà phải đem bán lấy tiền lo chi phí. Vì suy nghĩ nông nổi, thương ba mẹ không có tiền trị bệnh cho mình nên nó mới tính chuyện trộm tài sản của người ta, bà trần tình thay con. Bị cáo Định ngồi xe lăn dự tòa, ảnh, Hải Duyên. Theo cáo trạng, ngày 5 tháng 1 năm 2019, Định làm quen với ông Machibara Masakazu, quốc tịch Nhật Bản trong quán ăn ở quận 7. Có ý định trộm tài sản của người này, nên khi ông Masakazu lên xe hơi về nhà Định bám theo đến căn hộ, ở đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7. Hai hôm sau, Định đột nhập vào nhà ông Masakazu qua cửa sổ phòng tắm lấy quần áo của ông mặc để hình ảnh nếu bị phát hiện người ta sẽ nghĩ là gia chủ. Anh ta bê két sắt loại nhỏ, cùng nhiều tài sản khác bỏ vào vali rồi ung dung đi ra ngoài bằng cửa chính, bắt xe đi thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Nhật cho có sẵn visa. Định thuê dịch vụ đóng gói két sắt, tài sản để ký cửa nhưng do hành lý vượt quá trọng lượng quy định nên kế hoạch không thành. Ngày hôm sau Định bắt xe về Tiền Giang, nhưng không dám về nhà mà thuê phòng trọ cất trữ tài sản. Anh ta phá két sắt lấy hơn 7.000 USD, 52.000 Yên Nhật cùng nhiều tài sản, giấy tờ khác của ông với tổng giá trị tài sản hơn 207 triệu đồng. Định đổi 200 USD ra tiền Việt Nam để tiêu xài. Tuy nhiên, chay chức về hành vi của mình, tối cùng ngày Định mở toàn bộ số tài sản còn lại, giấy tờ vào thùng xốp thuê taxi chở đến công an phường Phú Mỹ, quận 7, gửi cùng tờ giấy ghi nội dung nhờ công an trả lại tài sản cho ông Masakazu. Ngày 9 tháng 1 năm 2019, Định đầu thú. Trả lời hội đồng xét xử, Định thỉnh thoảng lại xưng con, nhiều lần bật khóc. Bị cáo nói rằng, hồi ở Nhật cũng như ở quê luôn sống đàng hoàng, chưa bao giờ vi phạm pháp luật. Lúc nãy xin ý định trộm tài sản của ông Masakazu, Định chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật lần ba nhưng gia đình không có tiền, trong phút nông nổi đã làm điều dại dột. Nhưng lương tâm và lý trí của con luôn dây dứt, không cho phép mình làm điều xấu, Định trình bày về lý do đem trả lại tài sản cho bị hại. Bày tỏ sự hối hận, bị cáo cho biết, hơn một năm trong trại giam luôn thấy ăn năn, nghĩ nhiều về cha mẹ, gia đình. Thời gian này con bị tai biến, hai chân teo cơ không thể đi lại. Bác sĩ nói con chỉ còn vài phần trăm điều trị khỏi đôi chân. Tuổi đời con còn rất trẻ, mong hội đồng xét xử cho con bản án nhân văn để có cơ hội sớm về với gia đình đi chữa bệnh, Định nói, khóc. Hai dáng người khắc khổ ở hàng ghế phía sau cũng rũ xuống. Rồi họ bật khóc, mắt không rời hình hài đứa con đang rúng ró trên xe lăn.
Sau khi nghị án, tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho Định Như, đã trả lại tài sản cho người bị hại, có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn, đang bị bệnh. Nên tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát 5 năm. Cảm ơn hội đồng xét xử, Định nhiều lần nói, cúi đầu. Gia đình cũng bước vội lên, liên tục cảm ơn từng thành viên hội đồng xét xử, luật sư và cả những người dự khán. Trong khi đó vợ ông cố chạy theo con, đang được cảnh sát đẩy xe lăn đưa về trại giam. Nắm tay Định, bà méo máu, dặn dò con giữ sức khỏe chờ ngày hết án về trị bệnh. Hãy chuyên lết, lớp ác, oai.